Và sau đây là một màn quang trai đến từ công ty cổ phần Hà Trang. Đây mọi người xem anh chủ đang quang trai này. Đây. Đây mọi người ơi, vào xem này. Xem anh quang trai có bắt được con cá nào không. Đây anh đang nhấc trai lên này. Đấy. Một ba con trai là bắt được con cá lớn. Đấy. Ba con trai bắt được con cá lớn này. Đấy, mọi người ơi, bắt được con cá lớn rồi. Bắt được con cá lớn này. Đang kéo con cá lớn vào bờ này. Đấy. Hello mọi người nhá. Chào quá mọi người. Hàng cua này. Đấy. Hàng cua đây, cua mới to. Ô con cua kìa. Hàng đây. Chào quá. Ui ui. Đi rồi ngã. Nào ăn. Rồi. Đây cá đây mọi người. Cá đây. Ôi giời. Sau một hồi lội thì mình ra đến cái chỗ quang trài. Ô có cả con cá giống con cá giếc kìa. Chám anh nhỉ. Thấy. Ui nhỏ quá. Ui giời. Ôi đâu. Đây cua mới to à, đi vào trong bụi rậm mày tìm mày. Ui, hành tiệp rồi, quăng méo thế. Đây. Đây được mọi người, được một con này. Đấy, một con to và bốn con nhỏ. Vẫn được, con cá, con lớn ngọt, bé bùi. Tanh, tanh chốt. Thả gì con cá ấy, rán mới ngon. Con cá nó chỉ to đến thế thôi. Còn chết thối thế. Ôi giời. Anh quăng chẳng đừng. Chôn này này. Con trái kia nó còn. Ồ, một con. Hai con. Đây mọi người. Một con giống con cá giếc. Hai con giống ui, hai con giống con cá giếc. Úi giời. Ủa. Anh đứa mắt nhỏ. Dạ. Dạ. Ôi, anh kẹp nằm mớ rồi này. Đấy được 4 con nhé mọi người. Đây. Đó. 4 con. Để đâu? Đâu?
Trời bé rồi, bắt cá bé. Ui giời, dậu ve ve cả đám đấy. Quang khỏe lên đi. Quang ở chỗ quận đài nó câu kìa, chỗ đấy mới nằm cá. Nhảy. Chưa xuống đã đuổi. Ai được quăn rồi kìa mọi người. Ui giời, trắng trải. Ui giời. Ấy, to này sướng không? Đây này, mọi người. Cả mớ này. Đó. Thì bảo là ngày nhiều là ngày. Kìa con cá cháp kìa, nhưng mà nhỏ. Hai đầu ngón tay. Cá này chỉ có su thôi. Tròn phết nhưng mà không ấy, rất nhiều cá nha mọi người. Đây mọi người, sau 3 phát chài thì đã được khoảng tầm chắc này chỗ này cũng phải 7 nặng rồi nhỉ. Đó vậy nặng cá rồi đấy. Có ba mẹ. Làm gì? Hay không kéo lên tí nó rút hết trong bùn. Không kéo lên nó rút hết trong bùn bây giờ. Phí mất cái phát chài tròn từ đầu đến giờ mới quăng mỗi phát tròn. Tự nhiên anh Tiệp bị xách cái xô này xuống đây để mất công. Đấy, nó rút hết trong bùn rồi, anh để lâu nó rút hết rồi. Ui giời ơi. Cá mập rồi, dính cá mập rồi mọi người. Nó lôi lên rồi. Đây là toàn toàn cá nước mặn, nước mặn, nước ngọt nha mọi người. Có cá không? Bị mắc lưới rồi mọi người. Khô đây. Hả? Mía đây. Đâu ở nhà hay không? Chạy nhìn dính lưới à? Ê, gỡ cẩn thận vào. Cẩn thận nó, cá nó có lôi đi nhá. Ui, con cua to. To to cực kỳ luôn. Điều. Thịt bẹ nào điêu. Cua á? Thịt bát. Đây đây, đây xuống cầm nhá. Ê, ê, cắt. Từ đây cầm. Em nó điêu, anh làm con chó. Đây, để đây cầm cho. Cầm chài, đưa chài đây. Đấy, mò là nặn xuống. Nặn như nó cắp. Có găng tay. Qua đấy. Nó ở cái cành rèo này mà. Ừ, nhưng mà nặn xuống sờ. Nó có chài với cả găng tay ấy. Con cua to nhá mọi người. Cái nó đâu rồi? Lại đâu rồi? Thề luôn mà. Dẫm vào 2 lần. Thế nhảy xuống mò à? Việt đâu lặn xuống. Cua to ấy. Ở chỗ kia, chỗ ngoài. Cái chai này nó bị mắc ở đấy à? Ừ, không, đang mò con cái, con kia. Nó mò con cua ở đây, mà đấy. Đây có cái cọc tre mà. Đang mò con cua ở đấy. Mà đây ở đây có cái cọc tre này. Ui dậu ơi. Cá kìa. Sao không kéo nó nhấc nó lên? Cua nó rúc nhấc lên còn gì. Dập vào nó cầm chết.
Mất rồi. Phải không? Dậm ở trên lưới luôn à? Trên lưới. Vém ra thì mới gỡ được lưới, đéo gỡ được lưới chài ra. Thế là không thấy được à? Hiệp lên đi. Lên kéo chài. Không thấy được rồi. Ê luôn, mày ăn cua nó dựa cái cột mà. Nó mắc đâu. Kéo đi. Cá kìa, đây là thả nắm lưới. Mắc được đâu, bị mất con cua rồi nhá mọi người. Ui giời, cá này. Đấy, đã thấy cá rồi. Còn cua. Đây con cá kìa, ui nó chuẩn bị chạy ra khỏi lưới rồi. Chưa? Lên lên, kéo lên. Ngon. Đánh cua rồi mọi người ơi. Ngon. Đã đời. Ôi cầm chà lên thế thì còn làm sao được con cá nào nữa. Đây mà cua không? Giờ. Đây được con cua nhé mọi người. Đã đời. Nó bảo là nó cắt mấy lần. Đấy. Cua đây mọi người. Bắt hết, cả bé cả to bắt hết. Ừ. Mỗi cá nó chạy xuống sao rồi khi được. Con cua này khoảng tầm 3 lạng gì ấy, 2-3 lạng. Đây, đang gỡ. Cành rèo mà dẫm vào nó 2 lần. Đang gỡ cua. Anh quăng vắt nào anh, ôi trời ơi. Có vắt nào là không. Đặt, đặt thử tay đấy nó tắt. Đây, con cua đây nhá mọi người. Ôi. Giờ, nó nhả càng nó chạy này mọi người. Nó nhả, gõ xong thì bắt đầu nó nhả cái càng ra. Rất, rất mạnh à. Làm chậm lại xuống. Má mày. Nó bỏ lại cái càng nó chạy lại mọi người. Đấy. Mẹ nó cắp tôi nó bỏ càng lại không bắt đi. Đây mình anh em chúng tôi đang có một xô lưới này mọi người. Nhưng mà không thả. Anh ơi có toàn 3 con cá đấy tí. Thôi, thành quả sau bao nhiêu phút rồi? Sau 13 phút nhá mọi người. Má, cái tay rồi, sao không điện thoại. Thành quả sau 13 phút, cho anh nóc đầu ấy, đội vào cái mũ. Trời ơi. Đội mũ chặt mà. Sau 30 phút thì, à sau 15, 10, 13 phút thì đã được khoảng tầm 1 cân cá rồi. Đi kêu con cá cháp kìa. Nhưng mà nhỏ. Đấy con cá cháp ấy. Cá đấy mới ngon đấy. Đây mẻ này được 3 con này mọi người. Đang nhảy lưng tưng tưng. Cá mỏm. Đâu? Cá mỏm món như này. Đây. Con cá cháp. Cá cháp một cá món. Cá nó đầy răng. Nhà xong nhà con cá đầy răng thì bỏ cá móng. Nó đã dùng răng đâu. Đi dọc cái bờ này cá. Quăng đi quăng lại chỗ này rồi cá nó đi mà. Không. Mẹ này đã thất bại. À được một con bằng ngón tay cái.
hai chim. Kia nó nhiều cá hơn. Ở cái chỗ đầu cửa lỗ kìa mới nhiều cá nhỏ. Kìa đâu? Ôi, con lấy đâu? Cá lấy. Cá này ăn đấu con này. Toàn chê cá anh Tiệp này. Nhất gì phải bắt được con cua không rồi. Chỉ về thằng mẹ cho mà ăn. Ăn cua nó đào đấy. Cá nhỏ quá nó nọt. Đấy, cá rũ phát ra rồi cả cá rồi. Ui, nhiều chưa kìa. Ôi, mẹ này nhiều chưa mọi người. Ôi, đà đà là. Ôi, trên dưới. Từ trên xuống dưới. Ừ, cá này về chỉ có là lớn rồi. Hả? Mày hâm à? Cá này về chỉ có vằm ra. Cá này nó chỉ lớn thế này thôi. Ăn cá này mới ngon. Cá này chỉ có vằm cho mình đàn cá trứng. Đàn cá trứng còn gì nữa. Ở nhiều chưa? Lấy đi không? Không, cá này không ăn đâu. Hâm à, mày không ăn, bắt giờ để anh ăn. Đi về kho. Cho kho 3 tiếng. Ô thì ba chỉ cho qua 3-4 tiếng nhiều cả xương. Ngon tuyệt vời, lưới dậu lỗ to đéo xuôi à. Đéo dính được cá này. Nhặt đi. Rất nhiều nha mọi người. Chạy một tàn tỉa cho phá cái chỗ mà dòng nước chảy kia ở đấy. Chỗ rãnh ấy. Ồ, nếu gỡ được thế này. Anh gỡ thế thì sao gỡ được. Có những dậu ấy. Hả? Gỡ những dậu này nó cắm đầu vào cái mắt lưới rồi. Cắm một này còn gỡ đi. Dậu rắm kìa. Ui dồi. Ba đấy đây một đàn. Đấy. Nó chài. Cái chài lỗ to à. Chài lỗ nhỏ hơn. Thằng này. Ai cầm điện thoại. Cầm điện thoại đi gần đi gần. Nhưng mà tí sách xô kiểu gì. Sách xô nào. Đấy. Để sách cho. Ừ thế cũng được. Càng nhẹ. Đợi mãi tôi nói từ mấy đến giờ. Mở đây đâu. Cắm mẹ nó lên vào dưới này. Cắm trắng chài sợ không. Mày để anh. Đấy để xuống đúng không. Xuống sao được. Đây anh gỡ như này thì chết rồi. Ui giời cá này. Cá chuối này. Gỡ tuốt khả năng nó cắm đầu ấy rồi. Cắm hết vào đầu vào. Giòn rắn giòn gì nữa. Đây mồm bụng đầy bụng đất. Con trai vậy không mổ ruột nữa thì có mà ăn ngang cả đất. Rất nhiều. Đây cái chỗ kìa. Vào chỉ có tuốt xuôi nó phát ra ra. Đây chỗ kìa. Đây. Kia đang rất nhiều cỏ nha mọi người. Đó. Đây hơi con quạ gì mà to thế nhỉ?
nó to à, chạy này ăn cá to thôi. Thế thì bây giờ anh Quang cẩn thận cho tròn vào đấy để giải quyết. Nó lên đến bờ tao bứt tất hết. Nào chạy đâu để lấy đà. Ui dồi ôi cẩn thận. Chạy hết rồi kìa, nó chạy hết rồi. Kìa kìa, trên kia kìa. Thẻ anh. Đấy, thẻ anh. Nọt hết, dậu quăng cái chải nọt hết. Không quan gì. Mà nên lấy cái lưới xuống kéo. Đó là cái lưới trên đây mà xuống kéo. Cái nó có cái lông ở đằng sau gáy đẹp nhỉ, nó phất nên phây. Ui giời, cá phi lên. Ôi giời, ôi giời. Ui ui. Ui ui. Con này dính cá rồi. Chúng con cá to rồi. À con cá này to hơn, không nọt. Ui rồi. Tính nhớ mọi người. Ui trắng trài. Bên kia cũng trắng trài rồi, bên trái bên kia cũng trắng rồi. Ui ui. Ui. Ui này mọi người. Ui rồi. Nọt hết. Vẫn còn lại này mọi người. Đây cá đây. Ui đã không? Bé bay. Biển nó đéo ở đâu. Chạy ngay. Nhìn thấy dầu kéo lưới lên phát là chạy sang bên đây ngay. Ba cá điệp chân đời. Mấy con? Cái này mà lưới. Như tuôn lưới. Anh tiệt mãi mới được phát này, được hai con cá gọi to. Đây. Tuốt. Tuốt đầu tuốt như tuốt lưới, tuốt cá. Tua xuôi nhỉ. Đây, thành phẩm đây mọi người. Tiếp tục. Mẹ cười cái tách vết đi. Mẹ cười cái tách vết đi. Mẹ cười cái tách vết đi. Mẹ cười cái tách vào.
rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Anh đang dình xem là con cá nào to mà anh bắt đấy.